cái video mình nói là đồ họa hiện đại, gam đồ họa hiện đại. Đồ họa có nghĩa là thiết kế đồ họa, chứ không có phải là cái họa của thời hiện đại này là gam, hiểu không? Cái tựa đề á, với lại Thanh Đồng nói là khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại, trí tuệ nhân tạo AI á, nó là có hai mặt, nó có mặt tốt và đồng thời nó cũng có mặt xấu. Nếu người ta biết sử dụng nó đúng cách, nó sẽ phụ giúp vào rất là nhiều thứ, đặc biệt nhất là trong chương trình giáo dục giảng dạy, như là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong giảng dạy rất là tốt. Nhưng nếu như mà người ta sử dụng nó bằng mục đích xấu thì nó cũng sẽ là một cái thứ tai hại mà rất là tội ác và đã có thể là hãm hại rất là nhiều người. Ví dụ như một ngày nào đó mà quý vị thấy người ta cắt ghép hình của một người nào đó, cái mặt cái ghép vô cái thân, hoặc là ghép cả giọng nói, chỉnh cả giọng nói, được không? Được chứ sao không? Thì đó cũng là một hiểm họa rất tai hại. Nếu như mà sau này á, mà nghe Thanh Đồng nói xàm, nói bậy, nói tội, nói lỗi á, thì mọi người nên biết rằng một điều đó không phải Thanh Đồng nói đâu, ma quỷ nói đó, thiệt. Nam mô Phật. Và cái bạn kia vẫn vô vẫn nói là cái người mà chơi cái game này nè, cái Thanh Đồng đưa cho quý vị coi là công nghệ đồ họa đó, thiết kế đồ họa AI trí tuệ nhân tạo, thì bạn nói là cẩn thận người ta vô người ta đánh sập cái kênh của cô. Cái Thanh Đồng mới nói Thanh Đồng đâu có lý do gì đâu mà phải đánh sập, Thanh Đồng đâu có chửi mắng hay là đâu có làm gì xấu đâu, đúng không? Cái ý Thanh Đồng nói là trí tuệ nhân tạo AI, khoa học kỹ thuật hiện đại đó, nó có hai mặt. Nếu như mà mình sử dụng đúng cách nó tốt, còn mình sử dụng không đúng cách thì nó xấu. Mọi người hiểu ý mình không nhờ? Đôi khi là cái câu nó ngắn quá, cái video short nó ngắn quá, mọi người không hiểu hết cái ý mà Thanh Đồng diễn đạt á. Cho nên đừng hiểu lầm nha, đừng hiểu lầm.